Bữa nay đi lan can này gặp một cái loại cây tròn mòi dòng siêu trái anh em này. Ủa cái giống này thì nó sai trái lắm, từ từ tôi có cập nhật trong nhiều video rồi này. Đây này, mà hôm nay mới gặp cái gốc bò này này. Nó bị chặt nên nó phân thành nhiều cái thân này. Đây này, quả của nó vẫn còn treo trên cây này. Những cây này mà không chặt ra quả nó ác lắm anh em ạ. Đấy, quả nó này. Cái dòng này thì khó tìm được gốc to lắm. Đây này. Bữa tôi đào mà những cái cây mà bằng ngón tay như này mà anh em cũng tranh nhau luôn. Đủ, được đấy. Loại này chơi trái thì tuyệt vời. Cây này sao nó còn có mỗi chùm. Lá non non này, những cái cây này này lá nó phải già cơ thì nó mới nhiều trái rồi. Ăn, loại này chua lắm. Mà loại này chơi nếu mà rồi dòng trời mòi mà chơi cái cảnh này, cái dòng này là cái dòng mà chơi đẹp nhất. Chua. Giờ tôi bấm cái này anh em xem nhá, cho vui nhá. Này, cứ cắt hết đến cái tầm này. Cái dòng này thì nó siêu trái nhưng mà nó lại thuộc cái dòng mà dễ sống nhất trong các loại trời mòi. Cái rễ nó trồng nó cũng lên mầm anh em ạ, không phải nói là không. Cái gốc luôn. Cứ cắt gọn như thế này đã. Đủ giờ đào vậy. Đứng dưới đây đào. Tí tôi đào lên rồi quay anh em xem sau. Tôi gặp một cây này. Nó sai chĩu rồi anh em này, thấy không? Xem gốc nó đẹp không? Ui, gốc ở trong này. Nực, nực nũ nó tròn. Đây này, gốc thì bé tẹo đây này. Mà quả ác thật đấy. Hai gốc một gốc bên này đây. Trắng trắng này. Đây này anh em này, quả nó này. Dòng này thì quá ác lắm. Cây này do nó rụng nhiều chứ cái đúng là cái loại này nhìn nó sai lắm. Gốc này đẹp không biết. Quả thì nhiều. Khó lắm, nó dính vào cái gốc này. Chắc đi tìm gốc khác xem gốc nào đẹp không. Mòi cối gốc này anh em ạ. Tại vì gốc này nó sai quả quá. Nhìn đã. Cắt lên đây thôi. Bùn thôi chứ nó cũng dễ thôi. Nhưng mà do nó bùn nó sâu. Đây anh em bứng cả cây lên. Nhìn cây nó xấu xấu. Nó do nó nằm dưới tán cây khác ấy. Mà quả nó còn thế này cơ mà. Cái cành mỗi tội cây này tôi bẻ nó bị tước mất một bên anh em ạ, tước mất bên này. Nhưng mà dòng này nó dễ sống lắm, chắc cắt đây lại thôi. Được hai gốc rồi, giờ ta cắt cái này tìm những gốc khác không còn không. Ui anh em ạ, cái khu này nó nhiều cái chòi mòi siêu trái này lắm anh em ạ. Đây này, dòng nó nhỏ này. Đây này, mấy gốc to to không. Kìa, kìa có gốc to kìa. Đây đây này. Quả con này. Gốc này to này. Mà không được đẹp thẳng. Múc cái gốc kia luôn anh em. Trong này phải múc một số gốc. Nhiều thật.
múc mấy gốc này về không nào, tôi có thể là giao lưu với anh em đào được một đống. Đây này, cái đầu tiên này, cái thứ hai thì bị xước vỏ, cái này cứ bỏ để tính sau xử lý mấy cái phôi này. Thì mấy phôi này thì anh em mà thích giao lưu tôi vẫn giao lưu với anh em nhé. Đây này, nếu mà tròn mòi siêu quả thì cái cây này tôi nói thật chính là cái cây mà nó lại thuộc là to khủng đấy anh em ạ. Đây này, lá nó chỉ bằng ngón tay mình thôi, nhưng mà quả khi chăm tốt này thì nó sai mà nó đẹp lắm. Cái này trồng siêu siêu này, gốc này cũng đẹp này, gốc này nhỏ mà đẹp này. Đấy, nó có một cái cành huyền xuống này, mình trồng trong cái chậu thế này. Đấy, mình trồng trong cái rễ này, xong rồi mình cho một cái cành bay xuống. Táo bạo thì bỏ cái cành này, mấy cành này đi, nuôi cái cành này làm thân trực, hoặc là nuôi thân này thì xấu này, thân này và thân này, hoặc thân này mình làm một cái tay xong bên này, thân này nên trực lên đánh một tay về đây, trực ngọn lên, ok. Cây này thì đa thân, cây này thì làm song phụ hay là mẫu tử phụ tử gì cũng được. Giờ tôi cắt lọc nó ra anh em ạ. Cái mỏi này hiếm lắm này, tôi đi tìm mãi rồi. Hôm nay tôi mới thấy cái gốc khủng này. Còn đa số nó toàn thế này thôi anh em ạ. Trước tôi cứ đào loại này hoặc là nhỏ hơn bằng ngón tay thôi. Mà giao lưu với anh em thì anh em lấy hết. Giờ trước mắt là cắt lọc nó ra này. Mấy cái này là cây nào cũng có quả hết anh em nhé. Đây anh em, sau khi cắt lọc rồi, như cái cây này này anh em, đấy trồng kiểu này này, sau này ra cành nó buông trái xuống thì ok rồi. Đây là phôi số 1 anh em nhá, phôi số 2 này, phôi số 3 này. Và phôi số 4 này.